ghê rồi lỗi nhảy chứ là họ quen nhảy. Nó lội ra nó không có đi, bị nước chảy mạnh. Lại đây, lại đây ba quay cha. Ừ, lấy tay bơi mạnh ra. Anh giờ bơi trong trong ao nhỏ. Giờ ra ngoài sông. Thấy sao Nhi? Đi bộ trên sông luôn. Thả từ giờ khi giờ con không muốn lội, con thả tay chân ra, nó không có chìm con đâu, sợ. Có mình lội như gà mới bỏ. Thả ngược lại cây, thả muối ngược lại cây. Ờ đúng rồi. Thả đi. Nằm ngửa xuống nổi phình lên. Không thả được. 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 Làm đi Nhi. Lại ngã đây. Người lại đây. Lại đây ngoại chỉ nè. Rồi ngoại vịn thử coi. Ngã người lên sao hết luôn. Cái chân lại, chân lại ngoại cây. Đưa chân lại, đưa cái chân trước. Đưa tay đây, đưa tay đây. Lại. Rồi, nè, đó. Rồi, thả vậy đó. Ừ rồi, đúng rồi. Đó. Rồi con bơi ngay, ừ đó, nọc đó, nó cũng đâu có chìm đâu, ơi chết mẹ. Chìm nước hả? Lội, lội. Con cá. Cá lội vô lẹ lắm. Nó chờ lội hù hù, nước chảy vô, vui vô mà. Bơi thỏa thích luôn hả Nhi? Này là bơi thỏa thích luôn á, muốn bơi sao cũng được á. Vừa lặn vừa bơi coi, nín thở lặn bơi coi. Thả muối luôn hả? Quất luôn. Sư rớt giáo qua rồi. Vô đây ngồi gắn lại. Rớt rồi. Rớt ra rồi. Vô vô ngoài ra lại. Lấy đi. Nó bị rớt ra Nhi. Chập. Chập rồi. Cái con này nhỏ với con hả Nhi? Bữa nào tháo dây ra bớt. Nó còn dây nữa. Khoan, để ngoại coi coi. Đúng rồi đó. Mà dính rồi đó. Nhưng mà xả dây được. Khỏi vậy được rồi. Sống xuống. Rồi quất. Khỏi sống. 1 2 3 làm kiểu mới coi. Đừng có bóp mũi. Lớn mà. Nhảy đi. Không, 1 2 3 bơi. Nhảy vậy riết cái gì? Hai tay bơi đúng rồi đó, bơi phụ. Hai cái tay bơi phụ nhanh lên. Hai tay con bỏ rồi nè. Con bỏ vậy con bơi vậy nè. Rồi bơi cái tay xong con chạy dù dù đó. Đó thấy chưa? Nước chỉ vô à. Bây giờ sướng thế nhỉ. Nước chảy ngu. Nào bơi ra mệt. Bơi ra thì nó hơi đuối. Có tên và mai ai vậy? Đã lên hả Nhi? Thử thách bơi lội cùng áo phao hả Nhi?
Phái rồi, cái chiều nhảy là gì phái nhất, phái lắm luôn á. Chứ anh đâu được nhảy đâu. Lặn xuống thử coi, lặn đã chìm không? 1, 2, 3, lặn xuống phực ra nè, lặn đi. Lặn thử coi. Lặn gì lặn được, đã xíu mà lặn được đâu. Không chỗ phao rồi. 1, 2, 3. Rồi, bỏ phao chưa? Chưa có quen mà, chưa có quen bỏ phao. Nó thấy chưa? Chưa. Rồi, con bơi gắn bơi đi. Bơi chừng nào có sức khỏe thì gặp con mới gặp có cậu ấy là tập này được. Mau lắm. Hồi đó không... bắt thằng Hăng ôm cổ á, vậy đó. Ôm cổ hả? 5 tuổi vậy nè. Ôm cổ cậu bói á, cậu bói lặn lúc xuống dưới luôn. Kéo thằng đâu chịu nổi, phải buông ra ráng lội vô. Tập vậy đó, có ngày một lội luôn. Là thằng Hăng biết lội trước nhất hết. Mà mấy cái này lớp 3, lớp 4 không? Giờ Nhi biết lội trước. Con không bắt lỗ mũi, con cũng lội lặn được đó. Ừ, con nín thở, con đừng thả đi. Con lặn xuống là hết rồi, mắt thở con ngóc đầu lên. Tôi nín thở tới chừng nào mà con chịu hết nổi con cũng thở à. Yên tâm đi. Bỏ mùa, đừng bắt mũi đau, lỗ mũi chứ mà. Rồi lặn đâu, lặn đi, nín thở lặn, rồi. Nó cái hơi nó dài ghê bộ. Nó vậy đâu bị uống nước gì đâu. Để trên đỉnh nó ra thử lặn rồi. Cắm mấy cây vòng 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 đây nè, kêu nó có chìm cái nó ráng nó bường lên. Sâu lắm, giờ nhìn xuống cũng lúc đầu á. Lúc luôn ha. Ừ, bị nó múc hoài nè. Bơi bơi. Sâu quá à. Sâu quá à. Nổi nữa người. Nó phao nó nổi thôi. Hơi dài lên quá. Con lặn không phải bơi nè. Đó. Xa ghê hơn. Phải nước chảy vô đó. Tiếp. Con thì ra cái nó nhăn đầu con khỏi vuốt gì hết á. Giống mẹ rồi tập nội sao gì nghiếm không sao mà lạo đi. Phải lặn chứ nó thì nó là vậy là hay rồi đó. Ừ đó nghĩ đó là đó. Cay mắt phải không? Lắc hồi lấy kéo tỉa mái tóc lên tí rồi. Trời ơi, mái tóc của con nó dễ dơ chứ nó cũng nó dài lắm. Lúc nào nó cắt lần cha cũng lên mái. Lên được rồi, thôi đi lên. Rồi lấy nước yến uống bà. Phải. Thả trôi xong rồi dẫn trôi vô. Con lội đại nổng đi lát con lằn cây đi tới ra. Đó cây cạm cạm nè. Thái lặn lội rồi luôn. Hồi nãy kêu uống nước yến đi không chịu đó bụng lợn mệt. Chiều nước dơ rồi, giờ nước lớn. Có làm gì đâu dơ. Nước ở trong ruộng ra đục ngầu. Lên đi, dưỡng sức đi, chiều chơi tiếp. Đứng được không? Trời không có hay gì. Có phao mà nặng gì? Có bao nhiêu nhiều à. Vậy luôn, chơi luôn. Lộ ăn kia là loại gì? Giỏi nha. Giỏi đi về mua cho bánh nè. Mẹ không mua muối đâu. Mua bánh tô, chiều nay dẫn theo mua đặt mua bánh tô. Chơi luôn. Ráng lộ coi.
Mua hai bịch bento luôn. Con rắn lộn cái này ngoại, có nhiều ngoại chụp con lên, không có sao đó. Con muốn ăn kem nhiều kem. Đúng rồi, chút nữa kia mà tôi đi mua kem cho con luôn. Thôi. Rồi bơi đi. Đúng rồi. Sống lội tập lội thôi. Rồi bơi đi. Con làm gì con tập lội à. Ừ đó con rắn bừng bừng lên con nước nước nước. Rắn nước nước. Hai tay luôn. Trời lên. Không được. Con rắn lội lại ngay. Không được là không mua kem nghe. Này chụp vô cây đó cặn quay bà. Con rắn lội lại ngay đó đó. Ừ. Cái cây dài kìa, cái cây ngay cái chỗ lại kìa, cái dài đó chụp. Ừ. Đây qua bển nó không được nữa làm này. Con phải ráng tập vậy con mới lội được vậy. Con lội lại cái đó được. Lội lại cái cây đi. Lội ngay khúc đó cũng được đó. Ráng lội lên buông ra. Buông tay ra. Buông tay ra luôn lội. Ráng tập đó.